Nhân chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới Việt Nam, sáng ngày hôm nay 22 tháng 3 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức hội thảo hợp tác Việt-Hàn về đô thị thông minh. Ba nội dung mà hội thảo tập trung làm rõ bao gồm quy hoạch và xây dựng đô thị thông minh, quản lý đô thị thông minh và cung cấp tiện ích, dịch vụ như thế nào cho các tổ chức cá nhân trong các đô thị này. Theo các chuyên gia đến từ Hàn Quốc, điều quan trọng là phải có một hệ thống giải pháp phát triển một cách cụ thể, bao gồm các ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển đô thị thông minh trước yêu cầu và thách thức của đô thị hóa hiện đại, hướng tới phát triển đô thị xanh và bền vững. Theo đó, tại hội thảo, đại diện Bộ Xây dựng Việt Nam cho biết, thời gian qua một số đô thị lớn ở Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương đã nghiên cứu các đề án phát triển đô thị thông minh. Vì vậy, rất muốn lắng nghe các kinh nghiệm của Hàn Quốc trong quy hoạch, quản lý giao thông hay là cư dân. Về phần mình, đại diện Tổng công ty Nhà ở và Đất đai Hàn Quốc cho biết đang rất quan tâm tới thị trường đô thị thông minh tại Việt Nam. Đơn vị này cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể ứng dụng các công nghệ mới của các lĩnh vực đa dạng, dẫn đầu cách mạng công nghiệp 4.0 và không gian đô thị hiện đại của các đô thị thông minh. Với cái tỷ lệ phân bổ các đô thị này thì cũng chúng ta, chính phủ Việt Nam đã có...